Chào các bạn, hiện tại thì mình đang đứng ở công trình của nhà 98 ở bên quận 9. Thì mình đang làm cái công tác mà đổ bê tông tầng hầm. Thì cụ thể nó là cái công tác móng và sàn của cái tầng hầm. Thì mình mời các bạn cùng mình đi đổ bê tông.